cơ sở bột tư nương, tọa lạc tại phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, là một trong những điểm đến hấp dẫn cho du khách muốn khám phá nghề làm bột gạo truyền thống của miền Tây Nam Bộ. Với hơn 100 năm lịch sử, cơ sở này không chỉ sản xuất bột gạo chất lượng cao mà còn mở cửa đón khách tham quan, mang đến trải nghiệm độc đáo về văn hóa và ẩm thực địa phương. Lịch sử và phát triển Được thành lập từ đầu thế kỷ 20, cơ sở bột tư nương đã trải qua bốn thế hệ gia đình gắn bó với nghề làm bột gạo. Ông Nguyễn Văn Nương, chủ cơ sở hiện tại, là người kế thừa và phát triển nghề truyền thống này. Với tâm huyết và sự sáng tạo, ông đã cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng cơ giới hóa để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời giữ gìn hương vị đặc trưng của bột gạo Sa Đéc. Quy trình sản xuất bột gạo truyền thống. Tại cơ sở bột Tư Nương, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất bột gạo truyền thống, bao gồm các công đoạn: ngâm gạo, Gạo được ngâm trong nước sạch từ 6 đến 8 giờ để mềm và dễ xay. Xay bột, gạo ngâm được xay nhuyễn thành bột nước bằng cối đá hoặc máy xay hiện đại. Lọc bột, bột nước được lọc qua vải miệng để loại bỏ cạn bã, sau đó để lắng và tách nước, thu được bột gạo tinh khiết. Phơi bột, bột gạo được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc sấy khô, tạo thành bột khô dùng để chế biến các món ăn. Quy trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm, tạo nên chất lượng bột gạo sa đét trắng, mịn dẻo và thơm đặc trưng. Trải nghiệm du lịch tại cơ sở bột tư nương Khi đến tham quan cơ sở bột tư nương, du khách không chỉ được tìm hiểu về quy trình sản xuất bột mà còn có cơ hội tham gia vào các hoạt động thú vị. Tham gia sản xuất bột, trải nghiệm tự tay xay bột, lọc bột và phơi bột dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương. Thưởng thức ẩm thực, nếm thử các món ăn đặc sản làm từ bột gạo sa đét như hủ tiếu, bánh phở, bánh xèo, bánh ít, bánh da lợn. Mua sắm sản phẩm mua các sản phẩm bột gạo chất lượng cao và các loại bánh đặc sản về làm quà cho người thân và bạn bè đóng góp cho cộng đồng và bảo tồn nghề truyền thống ông nguyễn văn nương không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn tích cực tham gia vào việc bảo tồn và phát triển nghề làm bột gạo truyền thống ông là chủ nhiệm hội quán làng bột sa đéc nơi quy tụ các hộ sản xuất bột trong khu vực cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau nhờ những nỗ lực này nghề làm bột gạo sa đéc đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có phần nâng cao giá trị văn hóa và kinh tế cho địa phương. Thời điểm lý tưởng để tham quan Thời điểm lý tưởng để tham quan cơ sở bột tư nương là vào mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4, khi thời tiết khô ráo và mát mẻ, thuận lợi cho việc di chuyển và tham quan. Đặc biệt, vào dịp Tết nguyên đáng, cơ sở bột trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết khi người dân tăng cường sản xuất để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mùa lễ hội. Kết luận cơ sở bột tư nương không chỉ là nơi lưu giữ và phát triển nghề truyền thống mà còn là điểm đến du lịch hấp dẫn mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo về văn hóa và ẩm thực miền tây nam bộ hãy đến và khám phá cơ sở bột tư nương để cảm nhận sự tinh tế trong từng hạt bột và tình cảm chân thành của người dân nơi đây